xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Đô Family nha. Thì mọi người thông cảm với hai chồng em hôm qua không có clip nha mọi người. Tại vì hôm qua hai chồng em bận quá không có thời gian quay với mọi người. Thì hôm nay em có nghĩ ra được một cái ý tưởng nè mọi người. Thì hình như là cái ý tưởng này bữa có bạn nào cho em á, cho ý tưởng em nhớ mãi vô nha, mà em tới giờ em cũng không biết bạn nào nữa, em cũng quên luôn rồi. Thì bạn đó có xem được video này thì mình cũng cảm ơn bạn nha. Thì mọi người, em sẽ giả bộ là hôm nay là tới cái ngày em bị rụng dâu, xong rồi em sẽ hành chồng em lên bờ xuống ruộng luôn nha mọi người. Thì cái màn chon như thế nào mà mọi người cùng đón xem nha. Và cái này cũng không phải là màn chon nữa, cái này là cũng như là cái màn thử lòng thôi chứ không phải là màn chon nữa nha mọi người. Để em thử lòng chồng em coi chồng em có thương em hay không nha mọi người. Thì mọi người cùng đón xem nha. Chồng ơi. Dạ. Gì em? Cho nó nghe nè. Nghe gì vậy? Được rồi, đứng nè. Được, bác cưng nè, bác cưng cha nè. Dạ bà. Đau quá à. Lấy đầu giùm chút rồi. Mình nhức đảo. Kẹt mệt trong người quá à. Tới hồi nào nữa trời. Tới hồi nãy luôn á. Mệt trong người quá trời luôn rồi nè. Đi làm một cái đầu cho mẹ con. Chiếc đầu hả? Nghe nãy không? Nghe nãy không? Nè nè, mẹ bệnh rồi nè, lấy cho mẹ nè con. Con trai. Nó đau quá, lấy ra luôn đi. Đau chết vậy. Lấy ra bên đây nè. Có chuyện mình lắm thì dạ, nóng rồi, lấy nước dừa chú. Dừa thì ra nhiều cái gì, cũng hại chết hay cái gì. Quên, uống cơm má được không? Hay là uống gì ta? Không. Đó, lấy tay luôn đi. Gì trời? Đau quá trời rồi, cứ nhờ xíu cũng không làm được nữa. Đau quá cái gì đó. Đỡ chút bây giờ nó nước lên lăn kìa. Em con ngồi im đi cho ba đi làm đồ cho mẹ coi. Trời nó đeo anh vậy nè. Lấy nước không có nóng nha, cũng không có nguội nha. Lấy nước sao cho gì vừa. Đỡ đi chứ mẹ. Lấy thẳng đúng ý tôi đi. Được à, ở mẹ nè, lại chơi mẹ. Đi lại chơi mẹ nè. Lại chơi mẹ nè. Cục đô. Trời ơi, cục đô của mẹ. Cục đô của mẹ nhanh quá à. Cục đô của mẹ nhanh quá à. Ngồi cho mình tôi vậy đó. Ngồi cho mình tôi vậy đó. Tính đâu rồi? Trời ơi, nay nước cho em hả? Chứ được đây mà không có rồi. Giờ có chút xíu không xong nữa. Tính mẹ đi mua cái bịch mới được. Nó khỏi luôn đi. Đi ra hai con mẹ theo mệt con đi lại ba nè. Đi lại ba nha mẹ theo mệt nha. Ngủ ừ. Không hai cho con mẹ giờ. Ý mẹ mày đừng có giang hồ. Đi với ba nè con, đi với ba nè. Đi lấy nước cho mẹ uống rồi đâu đi. Đi ba không? Đi lại đi chế ba nè. Nhanh lên Tấn ơi. Cái gì mà chậm gì vậy? Từ từ để mình ra lấy cho mẹ nè. Uống đây. Con ra coi cái này bực bội á kìa. Đi lại ba, đi lại ba. Chứng. Trời ơi, nghĩ sao mà ra mắc kẹt chỗ nước lạnh. Đóng không cho. Đừng có biết tao thì đừng đeo nổi cho. Lấy nước nóng cho không cho, uống nước lạnh cho ha, bị đau bụng hơn nữa hay gì. Trời ơi, từ từ. Muốn hại tôi hay gì á. Nhanh lên đi Tính ơi.
làm cái gì chậm ghi chậm gái. Con nó cắm chèn nè. Điều không đi. Ơi, đừng uống hả? Không phải tao uống đâu hả? Hai cha con mày giờ à? Không, không biết không, không phải uống đòn con á. Cái gì đâu mà nóng hổi, kèm phỏng cái lử vậy đó. Trời ơi, anh mới pha miếng nước ấy cho em nó ngủ mà nóng vậy. Đó, đem dẹp luôn đi, phỏng cái lử vậy đó. Gì trời. Bực bội quá. Ăn vào anh nấu cho ăn. Hả? Em ăn gì không? Anh uống bù ế, nấu giùm tôi uống bù ế đi. Mày có bị điên không mày? Mày có khùng không má? Sao tự nhiên vậy? Tự... Anh chạy đi mua, giờ tao có biết nấu đâu. Anh nấu mà ăn. Giờ này chú bò đâu nấu rồi em? Không biết, anh nấu rồi mới ăn. Tôi muốn ăn ngoài, tôi muốn mua. Kiểu gì? Để anh chút đi, đi nấu cho. Đi mua luôn. Không có mua nha. Tới nhà luôn đi. Phật quá. Nhờ xíu không xong nữa. Đau bụng quá Tính ơi. Vô đây coi. Gì mà em làm gì em la dữ vậy em? Ây da, đau bụng. Mực bộ vô ngừ đúng quá à. Đi lại ba nè, đi lại ba nè. À tôi quýnh luôn hai cha con mày nè. Đi đâu? Tao đang mực bội nha. Ở mẹ mày. Cắm con đi đi. Xem la đau bụng rồi, cho kim vô. Tức dầu miếng rồi. Rồi không dám lại gần tôi sức nữa hay gì, ngồi làm gì mà xa vậy? Tôi ăn thịt lắm hay gì? Trời ơi, đó tôi đang đau mà còn nhắn cái bụng nữa. Ừ chứ, thôi gì cũng nhắn vậy. Khỏi luôn đi, khỏi luôn đi. Đang đau bụng thì nhắn cái bụng đau hơn đó. Khỏi luôn đi. Vậy muốn làm sao? Nhờ cái gì cũng làm không xong chứ. Lấy nước uống là lấy không xong. Ngày ăn cũng không nấu được. Cái sức dầu cũng nhắn nhắn cái bụng. Cái gì cũng làm không được chứ. Đi đi con. Khỏi luôn đi. Nè con này nó quạo dữ lắm. Thì con này nó hay cho con đi nha. Đi luôn, đi chơi luôn. Đi đâu? Ai cho đi? Thì con tôi đi qua đấy chơi luôn. Ở đây. Không đi không, con chơi với mẹ luôn. Nghe chơi con chơi luôn. Ừ. Tôi bực bội rồi nha. Dỗ dỗ con vô ngủ luôn. Dỗ dỗ. Đi lại đây chưa? Đi lại đây. Từ từ. Hả? Chết gì? Hôm mấy bữa em tới hàng của lòng có quạo với em nè, thì em quạo dữ hả? Nhưng bữa nay tôi đau bụng nhiều hơn mấy lần. Tôi đau bụng nhiều hơn mấy lần trước, tôi bực bội quá. Nắm lưng kìa. Ừ, nhấc lưng kìa, nắm lưng kìa đi. Nè, nắm lưng kìa mấy. Nè đắp lưng cho mẹ đi con nè, lại đắp lưng cho mẹ đi đâu. Không biết đắp bằng hai tay cái gì mà đắp con tay vậy? Gì nhẹ như được chơi hay mạnh lên chốt? Đi được rồi. Nè, đẹp đó. Con nè con nấu lưng cho mẹ đi đâu. Nè con nấu lưng cho mẹ đi nè, giống ba đấm vậy nè. Ừ. Ba kêu đấm nhẹ nha, chứ con đừng lại quýnh chỏ mẹ nha. Con nè. Trời ơi, đau quá, con giết tôi hay vậy? Trời ơi, lưng chỏ. Mẹ đánh mẹ, nhưng mà giết em vậy? Tao lưng tôi vậy?
Con ơi, mới nay em bạo quá rồi, anh với con ra trước ngủ à. Ông Hương nó nói tiếng đi làm gì hả? Nó kình 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 cờ kình vô lưng giết tôi hay gì? Dạ rồi, đi con ngủ không à? Ai cho đi, ở đây. Dạ. Mẹ con nó bị khùng rồi. Khùng không? Chị xíu đi chè. Vậy sao không chơi với tôi được? Làm gì chơi nó không vậy? Ơi em bị gì em nãy thấy làm gì quạo dưới trời? Bực bội quá à. Làm gì cũng giữ với em nhưng mà sao? Đi về chỗ khác không đi? Tao biết tới ngày người ta nhịn đó nha. Nếu không nhịn rồi làm gì tôi? Thôi đi, đi con ơi, bây giờ ra coi em. Đi nè, đi chơi với ba là con. Đi. Rồi. Ta chơi uống gì à? Làm nước cho uống nè. Uống nước ấm ha. Con ấm uống, uống trà được không? Trà một cút á. Con trà mát. Rồi đi làm giùm ly đi. Đi, đi làm trà với ba nè đi. Đi, đi tao mình đi. Con thổi luôn đi, thổi luôn đi. Nhớ hồi nãy rồi. Kêu anh làm trà chắc hả anh làm hỏng cái lưỡi tôi luôn quá. Thổi luôn đi. Chứ sao trời. Làm gì cũng không đâu. Làm gì được chứ. Tội quá. Nên giữ con cho em ha. Ừ, bên này bay giữ con cho mẹ nha. Con đi ra ngoài luôn lên đây chứa mắt quá. Thời mà có trời đất á, chưa bao giờ mà biết chữ ai hết á. Gì trời. Anh ở đây thấy nhức đầu chướng mắt quá. Vừa đau bụng vừa nhức đầu gặp anh chướng mắt thêm. Tội quá. Con đi nhà bay lên trước nha, mẹ đủ bà. Tấn đâu rồi? Tấn đâu rồi? Làm gì ở đây nằm vậy? Chứ em đủ rồi anh rồi kia không cho không muốn thấy anh giống mình ra đây chứ mình sợ không? Rồi tôi nói vậy ra đây hay gì? Em bị khùng rồi đó, đúng rồi, gần em. Khùng không? Đi vô chưa? Thôi vô chồng rồi em đuổi anh ra nữa. Này em khó ở rồi. Một. Hai. Bước vô. Nghe chưa? Bước vô. Đi vô, khỏi đóng cửa. Mày quay cái gì nữa vậy trời? Nãy giờ bị hành vui không? Hả? Nãy giờ bị hành vui không? Vui không? Bực bội không? Quạo không? Quạo không? Quạo không? Cọc không? Cọc không? Nó đục vô trong mặt mày giờ. Nghi lắm mà. Nghi cái gì? Nghe cái gì? Chứ hồi ngày vợ anh hiền dịu mà phải không? Phải không? Chứ vợ anh đâu. Nói giờ hồi ngày nó tới cái đầu khó ăn khó ở vậy nè. Anh lấy nước cho uống cũng không chịu mà làm gì cũng không chịu chứ. Thường ngày vợ anh hiền mà phải không? Rất là hiền dịu luôn. Chứ đâu có hung dữ gì đâu phải không? Đúng không? Nói nha, anh nói cho khán giả mà nghe đi. Đúng không? Đi đâu hả? Đi đâu hả? Đi chơi. Xạo tán cái bóp bây giờ đi vô. Một. Mẹ em có tới thiệt không? Sống thiệt. Thì mọi người ơi, như đó cũng đủ biết là chồng mình đó, cũng thương mình tới cả nào mọi người. Thì cái video này là cũng cái video là như cái video mà thử thách thôi mọi người.
bây giờ thử lòng vậy đó mọi người. Thì mình cũng xin kết thúc clip đây luôn nha. Hành chồng mình nhiêu đó đủ. Rồi nãy gì kết thúc vậy? Thì hành chồng mình nhiêu đó đủ rồi mọi người ơi. Quay nãy gì 14 phút mấy vậy? Trời tôi thì cũng xin kết, thì em cũng xin kết thúc clip tại đây luôn nha mọi người. Thì mọi người thấy cái màn trang này của em vui gì với thương. Gì 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 đấy giờ cho anh tôi hả? Thì cho em xin một like, một đăng ký kênh để mình chia sẻ nha. Trời ơi, giờ cho anh. Cho anh nè. Cho anh đại gì? Không? Đại tôi không? Cho anh gì? Thế tôi biết tới ngày cái bác ơi vậy tôi ha. Em hay vậy đó. Thử tôi thử lòng mình thôi. Tôi thử lòng mình thôi chứ cho anh vậy. Bây giờ thì bye bye cả nhà. Đại tôi nha, ngon lắm rồi.